thường gặp. Rồi thì mình sẽ đi vào phần này nhanh chóng như sau. Thì ở đây mình sẽ có một số là cái insulin. Insulin thì mấy anh chị cũng đã biết rằng, các bạn đã biết là insulin là một những cái protein rất cần thiết cho cơ thể con người. Thì mình sẽ hình dung rằng là cái insulin này, nếu như mà tuyến tụy có một cái nhiệm vụ là tiết ra insulin để mà cung cấp insulin cho cái đưa vào trong máu. Thì insulin nó có nhiều vai trò lắm, nhưng một những cái vai trò quan trọng insulin đó chính là phân giải cái đường tự do có ở trong cơ thể mình, có ở trong máu, để cho cái đường này nó tạo ra được cái năng lượng, tạo ra những cái chất chuyển hóa khác tham gia vào quá trình chuyển đổi biến như là biến đổi cơ thể. Thì khi mà cái insulin này nó có, thì cái công việc của việc phân giải đường nó sẽ được ảnh hưởng, nó sẽ được hỗ trợ bớt một phần bởi insulin. Tuy nhiên thì nếu mà cơ thể mình nó bình thường thì không sao. Một ngày nào đó do nhiều cái yếu tố cơ địa, di truyền, do môi trường sống, do chúng ta cái công việc chúng ta làm việc quá mức, do nhiều cái yếu tố cộng lại, thì có thể tuyến tụy, một ngày nào đó tuyến tụy nó mất đi cái khả năng tạo ra cái insulin, hoặc là insulin nó được tạo ra nhưng mà nó không đủ, hoặc nó bất hoạt, thì gọi là chức năng của insulin, có insulin mà chức năng của insulin thì nó không được đảm bảo. Do đó các bạn sẽ hình dung rằng là lúc đó insulin, khi mặc dù nó có, ví dụ mình đái tháo đường tuyếp 1, tại sao có đái tháo đường tuyếp 1? Thì đái tháo đường tuyếp 1 là nó xảy ra đối với những cái nó xảy ra đối với những người trẻ tuổi là những người mà người ta tính từ 30 40 tuổi thì gọi là trẻ. Thì những cái người trẻ tuổi này, người ta có thể bị mắc bệnh đái tháo đường tuyếp 1, tức là trong cơ thể tuyến tụy nó vẫn hoạt động và nó tạo ra insulin, nhưng mà insulin của những cái người này thì nó lại không có đủ chức năng, hoặc là nó bị ảnh hưởng, hoặc là nó bị hạn chế, hoặc nó đã bị bất hoạt. Nói chung nhiều yếu tố ảnh hưởng thì chức năng của insulin không hoạt động được, hoặc là insulin hoạt động yếu kém, nên dẫn đến cái việc phân giải đường nó không có hiệu quả. Vì vậy đường vẫn còn, đường tự do vẫn còn ở trong huyết tương, trong cái máu của mình, trong máu của mình. Và như vậy thì nó dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ vẫn sẽ có việc rằng là đường nó ở trong cái máu của mình nó vẫn dư ra, và như vậy thì nó sẽ tống đẩy cái đường dư đó ra ngoài cơ thể. Với một cái hàm lượng đường nằm trên ngưỡng cho phép thì bắt đầu nó đẩy cái đường nó ra, tống ra khỏi 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 máu, qua con đường nó là đường gì, qua con đường thận, tức là hấp thu, mà nó không hấp thu được nữa, nó tống đẩy ra ngoài. Và như vậy thì khi mình đi tiểu, mình sẽ đẩy luôn, mình sẽ đưa luôn cái phần đường ra chung với nước tiểu, cho nên người ta gọi là đái tháo đường. Thì đối với những người mà đái tháo đường tuyếp 1 hay đái tháo đường tuyếp 2 đều có một phương cách đầu tiên, đó chính là thay đổi lối sống. Phương cách đầu tiên là ta thay đổi lối sống, tức là người ta ăn giảm bớt cái lượng đường. Thứ hai là người ta sẽ tập thể dục thường xuyên, nâng đi bộ để cho nó hoạt động, để cho nó hoạt động nó sử dụng hết cái năng lượng thừa trong cơ thể, để không tạo ra cái glycogen và không tạo ra cái gluco thừa ở trong cơ thể của mình. Để như vậy thì trong máu nó sẽ không có cái lượng gluco thừa đó. Như vậy thì đó là những cái yếu tố mà điều trị không dùng thuốc. Ngoài ra chúng ta cũng phải phối hợp sử dụng các cái thuốc, như là các cái thuốc làm giảm đường huyết, tức là cái thuốc làm giảm cái khả năng mà chị tái giảm khả năng là tái tạo đường, hoặc là giảm khả năng mà nó làm như là khả năng mà gọi là tạo ra cái đường dự trữ, thì nó giải hết mọi thứ. Thì ở đây mình sẽ có một số như là thuốc metformin, metformin glyclazide, thuộc cái nhóm. Thì bữa sau các bạn khi mà học học tới cái bài hóa hóa dược, chúng ta sẽ đụng tới những cái thuốc liên quan đến đái tháo đường. Thì ở đây đối với những cái người mà sử dụng sau một thời gian khoảng từ 5 năm đến 10 năm sau khi mà đã sử dụng cái thuốc điều trị đái tháo đường một cách gọi là ổn định, nhưng đường huyết vẫn bắt đầu tăng từ từ lên, thì cái công việc ở đây mình sẽ không còn nghĩ tới cái chuyện rằng là dùng thuốc không nữa, mà bắt buộc là phải tiêm insulin. Bởi vì khi mà chúng ta dùng thuốc thì cái thuốc đó một phần nó kích cho cái tuyến tụy tăng cường khả năng sản xuất ra insulin, tức là ép cho cái tuyến tụy sản xuất ra insulin. Nhưng mà đến một ngày nào đó thì tuyến tụy nó không thể nào nó sản xuất insulin nữa, hoặc là sản xuất insulin và insulin không còn không không có được cái chức năng nhiệm vụ, không mang được chức năng nhiệm vụ để mà phân giải được, thì lúc đó bắt buộc là chúng ta phải tiêm cái insulin vào trong cơ thể.
Và các bạn sẽ hình dung là cái insulin, insulin mà mình tiêm vào trong cơ thể đó thì nó chính là insulin của heo. Bạn hình dung ha, ở đây bây giờ thì bạn nghĩ là những người ta bị bệnh đái tháo đường, khi mà người ta ở mức độ bị tiêm rồi thì người ta sẽ đi bệnh viện. Nếu như có một bảo hiểm y tế thì lúc đó sẽ vào bệnh viện sẽ cấp cho, bệnh viện sẽ cấp cho cái một cái ống thuốc tiêm. Và cái tiêm này thì mình tiêm trực tiếp bạn nha, tiêm trực tiếp vào trong cái cơ thể mình, tức là tiêm dưới da. Mình dùng kim tiêm, mình rút lên mình tiêm. Như vậy thì mỗi lần như vậy là chúng ta cấp cho chúng ta một cái lọ, và cái lọ này có chứa từ khoảng 5 ml insulin, và mình sẽ lấy ra mỗi lần là khoảng là 1 ml để mình tiêm, 1 ml để mình tiêm insulin vào trong cơ thể của mình. Như vậy thì các bạn sẽ hình dung là tiêm nó đau lắm, vì sao mình phải rút thuốc từ kim tiêm, rồi sau đó mình dùng bơm tiêm đó mình tiêm vào trong người. Thì người ta sẽ có một cái dụng cụ nữa, đó chính là cái bơm tiêm. Bơm tiêm tức là cái insulin đã được đưa vào trong cái bút tiêm, một cái bút tiêm rồi, và cái bút tiêm nó có những cái phần nấm vặn ở phía sau để mà phân chia cái liều. Nên mình muốn lấy cái liều nó bao nhiêu ml để chỉ việc mình vặn nấm xoay lên, và khi mình đặt cái bút đó vào trong cái bề mặt mô da của mình, mặt cằn tim á, thì mình chỉ ấn nhẹ xuống một cái thì cái đầu kim rất là mảnh, và đầu kim rất là mảnh, nó không phải một mm, thì cái đầu kim cực kỳ mảnh như vậy nó sẽ rất là nhỏ để mà chúng ta có thể đâm được cái kim bên mặt, chúng ta có thể đâm được cái kim rất là nhỏ. Và khi ta đâm cái kim xuống dưới bề mặt da, có thể da bụng hoặc là hai bắp tay, hai bắp đùi, thì phía trong hấp đùi thì rất là nhanh chóng, và nó nhói lên như một kiến cắn thôi. Nó không có đau bằng khi mình dùng cái kim với xi lanh mình tiêm vào. Thì khi mình cắm cái bơm tim, cái bút tim nó vào trong cơ thể mình, bơm theo cái nấc của mình đã chia liều rồi, thì đó mình sẽ đủ được insulin trong một ngày. Thì công việc của chúng ta ở đây là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đo thường xuyên, đo cái chỉ số insulin thường xuyên để chúng ta có thể theo dõi được cái đường huyết của mình, theo dõi kỹ hơn cái đường huyết của mình. Thì đó là công việc của cái người mà người ta theo dõi nghi ngờ có khả năng bị bệnh đường huyết, thì người ta phải theo dõi và phải có xử lý, thì đó là cái mà các bạn sẽ thấy được khi mà chúng ta sử dụng cái bút. Tuy nhiên ở đây mình sẽ hình dung là cái bút tiêm đó, đó là insulin này, các bạn sẽ hình dung insulin này thì đó chính là insulin của mình, tích ra từ insulin của con heo, tức là insulin của lợn các bạn. Mà sau đó cái insulin của lợn với lại insulin của người nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau bởi cái acid amin là valine, cho nên lúc này khi mà chúng ta lấy được cái cấu trúc của insulin của lợn rồi, chúng ta sẽ làm cho chúng ta biến đổi cái acid amin, tức là đoạn gen đó, biến đổi cái đoạn gen có chứa cái acid amin để trở thành ra cái acid amin là valin, giống như cái đoạn gen insulin của người. Nhưng mà các bạn sẽ hình dung là khi mình lấy cái insulin của heo thì nó sẽ không có đúng giống với lại là cấu trúc gen insulin người, do đó người ta sẽ phải biến đổi phần acid amin khác nhau đó, ví dụ như là valin, biến đổi phần valin này thành ra được một cái acid amin cần thiết cho quá trình tạo ra được insulin, quá trình tổng hợp insulin. Như vậy các bạn cần phải lưu ý rằng là gì, là chúng ta có một cái chuỗi, đó là cái chuỗi peptide, nhưng mà cái chuỗi peptide này sẽ chứa từ 2-10 microlit, thì đó là cái mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta làm cái vấn đề liên quan tới cái insulin thì chúng ta phải hiểu kỹ xíu để chúng ta có thể nắm được. Như vậy chúng ta không thể nào lấy cái insulin đó chúng ta kích ra rồi chúng ta đổ bừa bãi được, và chúng ta phải đi đâu, chúng ta phải phân tích ra cái cấu trúc của nó gồm cái gì, và bây giờ mình tiêm vào trong cơ thể được không. Thì hầu như không phải insulin lúc nào cũng có thể tiêm được, mà nó phải tùy thuộc vào cái người đó đã bị đái tháo đường là 5 năm hay 10 năm rồi. Thì tới lúc đó thì khi dùng thuốc mà nó không còn hiệu quả nữa thì người ta mới nghĩ nghe đến chuyện đó là gì, là thay thế đưa cây nào có cái thay thế, là đưa cái acid amin nào nó có giống với acid amin của người thì mình đưa thay thế cái đó để tạo ra được cái đoạn insulin. Mặc dù insulin này lấy từ cái cấu trúc lực của heo, nhưng mà mình đã tạo ra được cái cảm, mình đã gắn thêm acid amin vào nữa, cho nên nó trở thành ra một cái acid amin, trở thành ra một cái đoạn insulin lại giống với cấu trúc của người ha. Bây giờ chúng ta qua một cái phần nữa, đó là liên quan đến một số peptide khác như là oxytocin. Thì oxytocin đó là một cái peptide có chính acid amin, và nó tác dụng trên cơ trơn của tử cung và tuyến vú.
và gây co khi tử cung sinh và kích thích sự tiết sữa cho con bú. Thì oxytocin này là một cái sẽ là một cái hộp, nó có chứa được một cái đặc biệt giảm thuốc mà chứa được cái giảm thuốc ít tiết và nó sẽ có chính loại acid amin cần thiết, cũng như là cái có làm tốt hơn, chỉ làm tốt hơn cho sự phát triển, cho sự tiết sữa khi con bú của cái cho con bú, và như vậy thì giúp cho cái việc chăm sóc con trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng là ngoài oxytocin thì chúng ta còn có là vasopressin, cũng là một cách tiết có chính cả acid amin và nó tác dụng ở trên tăng cường cái sự hấp thu nước ở thực phẩm, đồng thời có mặt và làm tăng huyết áp. Như vậy thì các bạn sẽ hình dung rằng là gì, là khi chúng ta nói tới protein thì nó cũng sẽ có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu, chúng ta sẽ hình dung được. Ngoài ra có một số chất tiết khác như là bradykinin, đây là một cái chất hạ huyết áp cơ trơn, tức là cái chất này nó sẽ được phóng thích khi mà cơ thể có những kích thích, có thể là thụ cảm đau hay là thụ cảm hưng phấn, thì chúng ta sẽ có những cái phần mà phản vệ, nó mang tính chất là cảm giác đau ha. Rồi calidin, tác nhân gây hại các cơ trơn, peptic kháng sinh do vi khuẩn hoặc vi nấm hoặc là nấm sinh sản, thì cái peptic kháng sinh này nó do cái quá trình tạo ra của một cái số loài như là vi khuẩn hoặc nấm sinh sản như là bramicillin, penicillin, tyrosillin và bacitracin. Thì những cái này các bạn sẽ hình dung là gì, đây là những cái peptic mà nó là cái protein đó nha, nó cái dạng protein mà nó cần thiết tham gia vào các quá trình của cơ thể. Và như vậy thì mình sẽ hình dung rằng là gì, nếu như mà bắt chúng ta mà đi quanh vùng lại là cho đúng cái yêu cầu mà chúng ta đăng ký ở đây, thì thật sự mà nói là chúng ta không làm được, nếu chúng ta không hiểu được cái bản chất của sự việc đó. Ta phải hiểu được bản chất của sự việc đó thì chúng ta mới có thể làm được sử dụng cái loại gì có được cho nó phù hợp ha. Thì đó là cái mà chia sẻ với bạn. Bây giờ mình nói về protein, thì nãy giờ từ đầu đến giờ mình đã nói về acid amin, mình cũng mới nói về cái peptic ha. Thì bây giờ mình nói về protein. Protein là những đại phân tử kích thước lớn 6.000 Dalton và gồm hàng trăm hàng ngàn acid amin liên kết lại với nhau tạo thành ra cấu trúc của protein. Và cấu trúc của protein có 3 bậc, cấu trúc bậc 1, cấu trúc bậc 2 và cấu trúc bậc 3. Và mỗi một riêng cấu trúc bậc 4 thì nó rất hiếm, rất ít có, thì một số cái có thôi. Cấu trúc bậc 4 là biểu thị sự sắp xếp của các acid amin. Cấu trúc bậc 2 biểu thị sự sống của chuỗi polypeptide. Và cấu trúc bậc 3 đó chính là sự biểu thị sự sống và cấp khúc của chuỗi peptide. Còn cấu trúc bậc 4 thì biểu thị sự kết hợp của chuỗi polypeptide có cấu trúc bậc 3 trong cái phân tử protein. Vậy thì ở đây các bạn thấy một điều là gì? Là trong cấu trúc của protein thì mình tập trung 3 cái, cấu trúc 1, cấu trúc 2 và cấu trúc 3. Còn cấu trúc 4 chỉ là sự biểu thị nhiều hơn của cái chuỗi polypeptide thôi ha. Thì đó là cái mình cần lưu ý về cấu trúc protein. Các bạn sẽ nhìn thành đây, đây là cấu trúc 1 có theo cái hình tam giác vậy. Và sau đó chuyển thành cấu trúc 2 dạng nếp gấp, và thành cấu trúc bậc 3 là cái dạng sợi ha, cái dạng cấu trúc bậc 3 cấu trúc sợi. Và tiếp tục cấu trúc bậc 4 cũng là dạng cấu trúc sợi, nhưng mà nó không phải là sợi dài, nó là những cái đoạn ngắn đó, thì chúng ta sẽ hình dung được những cái cấu trúc của nó. Rồi về tính chất và độ nhớt protein thì thôi tại không nói qua. Về tính chất hóa học, tính tan hay độ nhớt của protein. Về tính tan thì các loại protein khác nhau có khả năng hòa tan dễ dàng trong một số dung môi nhất định, như là albumin thì dễ tan trong nước, globulin thì dễ tan trong muối loãng. Thì mình sẽ có là glutenin chỉ tan trong dịch kiềm hoặc là dung dịch nghệ của tổ, hoặc là dung dịch axit, dung dịch kiềm hoặc dung dịch axit loãng. Thì như vậy các bạn sẽ hình dung rằng là khi mà chúng ta nói tới protein có khả năng hòa tan hay không, thực ra khả năng hòa tan của protein rất là thấp. Ví dụ là lấy một miếng thịt đi, thịt heo, thịt gà, thịt bò cũng được, bằng nhúng nước và khuấy lên đâu có tan, đúng không? Đâu có tan đó, không phải tất cả
protein điều tan mà hầu như nó sẽ không tan trong nước, nó có thể tan trong một số dung môi hữu cơ mà nó tác dụng được, thì lúc đó mình mới gọi là tan. Về độ nhớt của dung dịch protein thì các protein khác nhau có độ nhớt khác nhau khi hòa tan trong dung dịch, và tính chất này là dùng để xác định được khối lượng phân tử của protein. Cho nên thì độ nhớt càng cao thì khối lượng phân tử đó càng cao. Vì vậy thì những cái dung dịch có lượng protein khác nhau đó thì chúng ta sẽ có những cái độ nhớt khác nhau khi mà tan trong dung dịch. Và tính chất này dùng để xác định cái khối lượng phân tử của protein, chứ không phải là để mà chúng ta có thể là phỏng đoán những cái yếu tố khác ha. Chúng ta có thêm hai tính chất của protein là sự kết hợp kết tủ của muối, thì thôi cái này mình có sự biến tính thì rất là dễ. Biến tính nghĩa là sao? Là trong cấu trúc của protein, mình làm bắt hoạt nó đi, giống như cái miếng thịt bò với thịt heo, các bạn làm gì, bạn nấu lên, bạn nướng lên thì sẽ làm biến tính, làm biến mất, làm cái mất cái tính chất của cái cấu trúc đó. Thì cái chuyện này rất đơn giản ha, rất đơn giản là mình sẽ thấy rằng là chỉ cần là đun nóng lên hoặc là sấy khô hoặc là nấu thế nào đó thì nó sẽ giữ là cái nhiệt độ đó. Và như vậy thì cái nhiệt độ bình thường của mình là mình yêu cầu nhiệt độ là 5 độ C, 6 độ C để bảo quản. Thì bây giờ 5, 6 độ C mình không tạo ra được thì lúc đó cái nhiệt độ bên ngoài nó có thể ảnh hưởng tới cấu trúc của protein, làm cho protein bị biến tính, biến dạng đi. Và nếu như mà mình muốn protein nó không bị biến dạng thì mình sẽ làm gì? Khi mình mua thì mình phải mua chỗ hàng hóa cho tốt. Rồi ví dụ như là cái phần liên quan đến cái phần biến đổi của protein, thì khi mà các bạn thấy như bạn luộc lên, bạn làm bất cứ cái gì, thịt heo, thịt bò, thịt gà, nó bị thay đổi không? Có, nó chín lại thì lúc đó mình thấy là cái gì? Đó chính là cấu trúc của cái thịt khi mà chúng ta làm biến tính, quay nó làm biến tính protein ha, làm biến tính, làm mất cái tính chất của nó. Thì đó chính là cái mà mình sẽ hiểu rằng tính chất của protein nó có như vậy. Tính chất lý hóa, sự biến tính, tính chất thuốc thử folin. Thôi cái này bạn đọc thêm thầy. Thì đối với là cái bài là liên quan đến chuyển hóa protein thì các bạn nào nghe được nắm được hoặc là có thể nghe nhưng mà một vài phần chưa nắm được thì mình cứ chia sẻ với nhau, và nếu không thì thôi chúng ta sẽ nghỉ học ở trên cái cương vị ta biết được những cái bài dạy được rồi. Và những bạn nào vô sau thì có nắm những cái phần liên quan tới cấu trúc của nó trước, rồi sau đó chúng ta mới đi tới cái phần là gì, là kế hoạch. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo ha.